Rồi bây giờ mình học tỉa bông nha. Cắt vậy nè. Ủa rồi sao ngồi trên đây vậy trời? Hả? Nhân viên. Em biết nhưng mà ý em là em phải quan sát từ cái tầm cao nó xuống nó dễ thấy hơn sếp. Ok em, nhưng mà bây giờ mình đổi lại cái tầm khác đi. Ok. Không, rồi học cái môn này nữa đi. Dẹp. Bây giờ cái việc quan trọng nhất á là khách hàng đầu tiên vô là gặp mình trước đúng không? Thì đúng rồi chứ nó gặp ai. Bởi vì cái quan trọng là mình phải chào hỏi khách hàng đúng không? Bây giờ mình học cái bài mà training về chào hỏi khách hàng. Ví dụ mà khách hàng mà vô á là mình phải tạo cái sự thiện cảm đúng không? Sự thiện cảm là mình cười. Là gặp khách hàng cười vậy? Ừ. Vậy thôi đúng không? Ừ. Trời này đơn giản quá sếp, này em làm được. Làm được đúng không? Được. Làm được đúng không? Bây được. Khách tới làm liền. Để thử, để thử nha. Thử. Ủa rồi hai đứa tính diễn kịch câm luôn, hết kịch luôn hả? Em cười thân thiện rồi. Ok em cười thân thiện xong rồi mình phải mời chào người ta nữa không? Lẽ đứng vậy hoài. Hay là phải mời nói nữa hả? Đắp thoại vô. Chị khỏe hả? Thân thiện lên. Chị thấy em thân thiện không? Vô mua hoa đúng không? Mua hoa tặng bạn bè. Qua đây ngồi đây giới thiệu bông đẹp. Đẹp lắm, bông quá trời bông luôn nè. Tặng bạn bè sinh nhật hay là cái gì? Sinh nhật thì mua mấy cái bông mà đó dạng vậy nè, màu vàng đồ lô ha. Đó. Đợi xíu nha, xíu qua tư vấn rồi. Hả? Dạ. Em thấy cấu trúc mặt chị kỳ không? Sao kỳ là sao? Trời ơi, cấu trúc mặt vậy là đáng buồn. Tư vấn cái gì mà hoa thì bậy. À, chị. Ngồi đi chị. Ngồi đi. Rồi em hiểu ý chị rồi. Ngồi, mà biết rồi, đâu nãy giờ không nói. Dạ. Catalo nè, bây giờ mua là mua hoa tan đúng không? Đây có catalo. Đẹp biết lắm. Sao không? Em biết á là nhà mình có chuyện buồn đúng không? Bây giờ chị chọn đi, chị chỉ đại một cái kiểu ra đi. Đẹp hả? Nó kiểu nào đẹp á? Mà đẹp không? Thấy đẹp không? Đẹp. Thì đó, kiểu nữa. Này, kiểu nữa. Này đúng không? Không chị ơi, cái kiểu này là để bạn bè mà người ta giếng nhau á, người ta mới tặng thôi chứ ba mẹ mất người ta không có xài kiểu này. Ba mẹ mất không xài, ba mẹ mất là đây. Ba mẹ mất không xài kiểu này. Ba mẹ mất là tặng cái này nè. Ba mẹ ai mất? Ba mẹ chị. Ba mẹ chị. Trời ơi, ba mẹ mất đâu mà mất. Anh bậy. Anh bậy. Sếp kiểu gì vậy? Anh bậy. Ông bà bị gì chết hả? Khóc lên vậy là biết rồi. Không sống sao? Hết bộng nội hơn. Thì bây giờ nè, có cái gì nói đi. Bà ngồi đó bà dãy bà vùa không à. Buồn. Thôi Dũng ơi, không lấy mình bình tĩnh đi. Thôi, ok bây giờ coi như là khách hàng là thượng đế. Bây giờ chị muốn tâm sự chuyện gì chị nói đi. Thiệt là hồi đó hồi nhỏ ba mẹ có hứa hôn. Cái giờ anh thấy anh nói anh không chịu. Chết cha là bị phụ tình đó hả? Bây giờ mà sao không chịu? Anh nói là xấu. Xấu mà còn điên. Đây xích qua đây đi. Bây giờ nè, ngồi xuống đây nè. Đó, bây giờ để giải quyết cho. Bây giờ mình phải tút cho đẹp. Mà ai làm được điều này? Em sẽ giúp cho chị đẹp. Lộng lẫy từ đầu tóc cho tới tay chân ha. Mà tay chân tính sao đi. Bây giờ mình làm cái phần đầu trước. Đợi xíu còn nữa. Chưa có hết đâu. Trời ơi yên tâm. Lẹ lên em ơi. Em nói thiệt cái chị á, em mà làm là chị đẹp thiệt lộng lẫy. Chị về chị bỏng đó cho em ha. Thôi bây giờ được rồi trễ rồi. Anh đợi chị trễ rồi. Thôi bây giờ nè gửi tiền cho em. Gửi tiền. Gửi tiền. Nè lấy hết đi. Trời ơi có nghĩa là chị đẹp là chị mừng dữ lắm luôn rồi đó. Nè bao nhiêu em cứ giữ đi. Hả hết luôn hả? Tiền bạc cái chị là không có thành vấn đề. Miễn sao là chị đẹp là bồ chị không có bỏ chị là chị mừng rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Dũng ơi. Dũng. Hả? Làm gì đâu bả thấy ghê vậy? 30 tờ ghê không? Cấm có một chút xíu mà 30 tờ 100 đô. Bây giờ ngồi đây rảnh hả? Bây giờ không có gì làm từ một tuần lễ trời rồi. Bây giờ không có ai mua hết. Bây giờ ông thích cái nào chỉ đi đấy tôi mua. Trời ơi! À không. Chị ơi cái gì vậy chị? Cái gì vậy? Chị ơi. Cái gì vậy chị? Nhân viên shop em làm gì chị hả chị? Đưa quấn chứ làm gì? Hả? Không thấy hay sao mà còn hỏi? Không có gì quấn ta. Đúng rồi. Nghĩ sao vậy? Bây mấy người nói mấy người tư vấn cho tôi, mấy người nghĩ sao mấy người cắm đầu lên đầu tôi mấy cái bông hoa gì mà khùng mà điên vậy nè. Mà khùng mà điên gì chứ mà nó đẹp. Đẹp cái gì mà đẹp? Đi ra đường hay người ta nói tôi khùng, tôi không tin, tôi tưởng người ta ghen tị với sắc đẹp của tôi. Tôi lại tôi đứng trước mặt anh tôi nói là anh ơi yêu anh lắm, anh thấy anh có đẹp không? Ông nói bà điên. Bây giờ đến đây hãy vừa quấn mà vừa đòi tiền lại luôn này, trả tiền đi. Trả tiền cái gì? Tự nhiên cái trả tiền cái đó là tiền đưa là chị ơi chị ơi. Ngồi nhẹ nhàng xuống đây. Có thể chị không thấy nhưng mà shop em luôn luôn có để một cái bàn. Dạ. Tức quá bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ nói chung là việc nó cũng đã lỡ rồi. Nên là thành ra là bây giờ quýnh nó. Đây nè, tôi trả nè.
Bây giờ em sẽ chỉ em sẽ lấy những cái bông hoa mà em đã cắm lên trên đầu của chị. Em cắm lại một lần nữa. Trời đất ơi, cắm lên đầu nữa hả? Không chị, em không cắm lên đầu chị, em sẽ cắm ở một chỗ khác sẽ đem đến hạnh phúc cho chị. Hoa cưới đa sắc 2010. Chuẩn bị hoa hồng các loại, hoa baby, tay cầm, thủy trúc, lá đinh lăng, dây ruy băng, keo nến, băng keo trong và kéo. Bước 1, ngâm tay cầm vào nước. Sau đó cắt thủy trúc thành từng đoạn dài, rồi gắn lên phần thân tay cầm. Bạn nhớ ước lượng sao cho phần thân tay cầm vừa tay nhất. Sau đó bóp chặt tay, cho thủy trúc khít lại với nhau, rồi dùng băng keo cố định lại. Bước 2, cắt ngắn lại phần tay cầm còn khoảng 20cm. Sau đó quấn dây ruy băng lên. Em ơi, rồi em nhắm liệu là chị chồng chị nó có bỏ gì không em? Từ từ, để đang nói nè, đang làm nè, được nè, không được nè, lấy nhau nè, đổ nợ. Trời, em làm gì vậy? Được, em đang đếm từ từ, để cái này hay lắm đó, đừng có giỡn, thiệt. Đợi chút xíu đi, được, không được. Trời ơi, Dũng ơi, kêu gom bông lại xong chưa? Không được. Đây. Rồi cuối cùng là được không em? Em không có biết nữa, bây giờ tự nhiên nó lấy rồi nè, nó đang cái chỗ không được nè. Trời ơi. Có hoa rồi, ta tiến hành bước 3 nào. Cắt ngắn các bông hoa sao cho dài còn 5-6cm. Sau đó, chúng ta cắm theo vị trí 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ để tạo ra độ tròn cho bó hoa. Lưu ý là các bạn nên cắm thành từng khóm 2 bông, 3 bông có màu sắc giống nhau thì sẽ đẹp hơn. Bước 4, đệm lá và các khoảng trống để tạo độ hài hòa cho bó hoa. Bước 5, cuối cùng, bạn thêm hoa baby vào để tăng thêm phần dễ thương cho bó hoa của bạn nhé. Như vậy là ta đã hoàn thành xong bó hoa cưới siêu ngọt ngào rồi đó. Anh cũng đã bó xong rồi. Chính tay anh bó ra được cái bó hoa này cho em đó hả? Chính là anh đó. Trời, em cảm ơn anh, em xúc động quá. Nhưng mà chồng em nó cũng bỏ em rồi anh ơi. Không, em có thể là em không biết, nhưng mà ở đây anh có dịch vụ cho thuê luôn chú rể. Cái gì? Cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Bán bông mà có dịch vụ cho thuê chú rể nữa hả? Có luôn. Chị ngồi xuống đây em tư vấn cho chị nghe. Rồi đó, bây giờ mình có gói nè, 10 năm nè, 30 năm nè, 60 năm nè. 10 năm, 60 năm là ý là mình chọn cái gói nào là cái chú rể. Là chú rể theo mình suốt cuộc đời đó luôn. Ôi, 60 năm cuộc đời đi chị thích. 60 năm mà. Trả tiền liền chị. Đưa tiền. Chú rể ra liền. Rồi chú rể. Bao nhiêu đưa hết? Ủa ai vậy? Đi vô. Rồi vô cưới vợ. Mày. Trời ơi, đi vô cưới vợ thì đúng rồi. Đi vô. Nè. Nhìn thẳng vô mắt chú rể. Nhìn thẳng vô mắt cô dâu. Ừ đó. Ê vợ mắc cỡ. Mắc cỡ. Không có. Ê, sao tự nhiên tôi vô đây tôi xin tôi leo đây tôi làm cho xong giờ ông gả tôi cho bà này. Thì đúng rồi, bây giờ khách hàng ưng không? Chị ưng không? Nói chung là cái mặt cũng ưng đó. Thôi bây giờ vậy? Chịu đi rồi về hay là bỏ nguyên cái tiệm hoa cho làm luôn, khỏi cần đi làm gì hết. Không được, không được. Đi mà nghe. Thôi. Đi mà nghe. Ôi mà trời đất ơi, trời ơi, tự nhiên cái lấy hoa cái vô đây cái tiệm kia cửa. Ôi Dũng ơi. Hẹn gặp em lại 60 năm sau ta lại làm hảo hán nha em nha. Ngồi nhẹ nhàng xuống đây. Có thể chị không thấy nhưng mà shop em luôn luôn có để một cái bàn.